Xin chào các bạn, mình là Đoàn Áp Zoom. Hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn cập nhật lên cái phiên bản iOS 18 beta nhé, developer beta nhé. Thì để lên cái phiên bản này thì mình khuyên các bạn là chỉ nên cập nhật trên cái máy phụ thôi. Các bạn muốn trải nghiệm thì lên thôi, còn các máy chính ý, thì mình khuyên là các bạn không nên lên nhé. Bởi vì là khi lên ý, mà các bạn muốn về là nó sẽ mất hết các dữ liệu đấy nhé, chứ không giữ được dữ liệu đâu. Và cái bản này nó là beta developer nên nó chưa thể nào ổn định mà để dùng bình thường được. Đấy thì để lên ý, thì một ở dưới cái video này mình sẽ có được đường link nhé, dẫn đến cái trang mà để các bạn đăng ký lên này, hay là các bạn có thể search là Đoàn Áp Zoom ở trên Google nhé. Đấy, Đoàn Áp Zoom như mình đang search đây, các bạn ấn vào cái liên kết đầu tiên nó tìm ra nhé. Thì mình có ở trên cái bài viết của mình có một cái bài là link đăng ký cập nhật iOS beta này, thì các bạn có thể ấn vào đây luôn. Một thời gian nữa thì mình có thể mình sẽ đăng thêm nhiều bài lên cái website của mình, thì có thể nó sẽ chui xuống bên dưới, thì các bạn có thể chịu khó vút xuống bên dưới một tí này, xong các bạn có thể là phải chọn là xem thêm bài viết hay gì đó chẳng hạn nhé. Đấy, nói chung là các bạn sẽ vào cái bài mà mình đặt tên tiêu đề là link đăng ký cập nhật iOS 18 beta developer này, các bạn ấn vào nhé. Sau đó các bạn nhấn cái đường link bên dưới này để, thì nó sẽ vào được cái trang để các bạn đăng ký với Apple để lên cái OS beta nhé. Thì đoạn này các bạn sẽ nhập cái tài khoản iCloud, mà cái tài khoản này phải là cái tài khoản các bạn đang nhập ở trong máy nhé. Đấy, thì đoạn này mình xin dừng video để mình nhập cái tài khoản của mình để tránh bị lộ mật khẩu cái thứ nhé. Sau khi các bạn đăng nhập xong nhé, thì nó sẽ ra một cái như thế này. Đấy, thì các bạn sẽ tích vào cái đồng ý này, tích hết ở cái ô này này. Đấy, tích vào cái buy check này và yes này. Đấy, xong các bạn nhấn submit nhé. Rồi, ok. À, bây giờ nó báo là bạn đã được vào chương trình Apple Developer Program này. Sau bước này thì các bạn thoát ra ngoài này, các bạn vào trong cài đặt nhé. Các bạn vào phần cài đặt chung này, cập nhật phần mềm. Bây giờ các bạn check thì nó sẽ báo cái phiên bản update lên nhé. Đây này, cái phiên bản beta này, các bạn ấn vào phiên beta này. Đây nó sẽ có hai loại này, một là OS 18 beta và OS 17 beta này, thì các bạn sẽ chọn là OS 18 beta nhé. Đấy, trở về này. Đấy, sau khi các bạn chọn OS 18 beta xong là ra ngoài nó sẽ có cái chương cập nhật bây giờ luôn nhé. Đấy, thì mình sẽ nhấn vào cập nhật bây giờ. Đoạn này các bạn sẽ nhập mật khẩu màn hình của các bạn vào nhé. Ok, thì mình đã nhập mật khẩu xong nhé. Thì bây giờ nó đang tải về này. Thì cái đoạn này nó sẽ phụ thuộc vào cái mạng của các bạn là khỏe hay yếu nhé. Nếu mạng càng khỏe thì tải về càng nhanh thôi. Nhưng mạng nhà mình đây rất khỏe nhé, nó báo có 6 phút nữa là xong thôi. Thì bây giờ đợi khi quá trình mà cập nhật xong thì mình sẽ cho bạn xem tiếp qua về cái iOS 18 beta nhé. Ok, thì mình đã cập nhật xong lên iOS 18 nhé. Đây, mình sẽ vào trong cho bạn xem này. Kiểu này là tất cả các dữ liệu của chúng ta sẽ vẫn còn nguyên bản hết nhé. Ta vào được bên trong các bạn nhé. Cái cảm giác ban đầu của mình nó là khá mượt đấy nhá. Các cái cử chỉ, những cái hiệu ứng animation mình cảm giác là mượt hơn OS 17 nhiều đấy. Và dù đây nó chỉ là bản beta thôi. Đấy, ok. Đây cái thanh Control Center mới này. Đấy, có trái tim này, xong lại có nút nốt nhạc này. Sau lại có một cái chuyên về những cái bật tắt về dữ liệu di động các thứ này. Đó. Đấy nhá, iOS 18.0 này. Đó. Rồi. Cái menu, những cái icon ấy, nó cũng thấy nó hơi khác một chút so với OS 17. Rồi, ok, nói chung mình sẽ trải nghiệm thêm. Sau đó thì mình sẽ có một cái video sau. Và bên mình là Đoàn Áp Zoom nhé. Bên mình chuyên về phần mềm các dòng điện thoại Android, iPhone. Các bạn có nhu cầu thì liên bên mình nhé. Sếp Đoàn Áp Zoom trên Google ra bên mình đầu tiên. Xin cảm ơn và xin chào các bạn.